Đến nay, toàn quốc có 1.240 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe với hơn 2,5 triệu dữ liệu được gửi, có hơn 1.647 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy chứng sinh với hơn 1 triệu dữ liệu được gửi. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Bộ Công an kết nối, chia sẻ, xác thực, đồng bộ thông tin liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với cơ sở dữ liệu quốc gia về cư dân. Đến nay, toàn quốc có hơn 1.240 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe với hơn 2.500.000 dữ liệu được gửi. Việc liên thông giấy khám sức khỏe lái xe qua hạ tầng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giúp người dân có thể đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe hoàn toàn trực tuyến thay vì phải đến nơi cấp giấy phép lái xe để nộp bản giấy của giấy khám sức khỏe lái xe như trước đây.